Mời quý vị và các bạn, chúng ta đến với một shop quần áo thu nhỏ. Nhìn như là resort nhỉ? Style nó khác hẳn nhỉ? Và ở dưới này thì lại là Indochine rồi. Tùng La Hán này, khá là Nhật ở đây. Anh em chúng tôi đang đứng ở trong một cái khoảng không gian thông tầng. Đấy, rất là thú vị là tôi cũng chưa vào một cái phòng khách nào mà chơi hẳn một cái bàn bia ở ngay không gian phòng khách như thế này. Bên trong này lại là phòng sông hơi. Khu vực thư giãn. Sông ướt, sông khô. Này, tắm nó cũng nhìn ra ngoài trời. Kéo ra một cái là thành ra lộ thiên. Cái chiếc đệm này thì đệm là này. Chiếc đệm mà chữa bệnh được. Chữa bệnh được. Nghĩa là những người mà mất ngủ kinh niên cứ nằm lên là có thể ngủ được. Mất ngủ kinh niên nằm lên lại ngủ được là ngủ được. Anh biết lý do tại sao không? Em vừa bảo bao tiền? Gần 300 triệu. Gần 300 triệu cái đệm này. Như một cái resort mini đầy đủ bồn tắm và vách tắm đứng, và đặc biệt là đây là một cái không gian ở ngay giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội. Mà ngay giữa trong một căn nhà thì nó mới là lợi hại. Đấy, như bức tranh này chắc là chủ nhà theo trường phái Mật Tông hay là gì đấy. Liên quan đến Phật. Liên quan đến Phật giáo đúng không? Tỉnh bên Liên bang về. Thì không biết là nãy giờ là đã có quý vị khán giả nhà to nào đã nhận diện được là cái khuôn viên không gian ở trong cái công trình này là như thế nào chưa? Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang có mặt ở trong một không gian hết sức thú vị. Và ngay cạnh tôi đây lúc này cũng là một kiến trúc sư trẻ, tài năng và ẩn chứa nhiều điều thú vị. Tuy nhiên thì hôm nay mới là lần đầu tiên bạn ấy xuất hiện ở trên Nhà To. Thôi, quý giới thiệu một vài điều về em đi. Thứ nhất là mình rất cảm ơn chương trình Nhà To và buổi hôm nay mới được gặp anh Đức. Đấy. Thì đây là một công trình mà mình đã thiết kế và thi công hoàn thiện năm 2021. Đấy. Sau đây sẽ mời quý vị các bạn tham quan công trình này. Nhưng mà anh cảm nhận là có vẻ trong giọng nói của em có một chút gì đấy nó hơi run run hay là hồi hộp hay là như nào đấy. Lần đầu làm chuyện đấy. Lần đầu làm chuyện ấy ở trên Nhà To thôi, nhưng mà không phải là lần đầu mà em làm những cái công trình kiểu như này đúng không? Đấy. Thì hôm nay tôi không muốn bật mí sớm là đây là công trình như thế nào hay có diện tích bao nhiêu, mà chắc là anh em mình sẽ đi dẫn quý vị khán giả Nhà To tham quan một vòng cái công trình để cho quý vị khán giả các bạn hãy vừa đi vừa đoán thử xem là cái công trình này nó như thế nào, nằm trong diện tích bao nhiêu. Đấy, và ở đây thì các bạn thấy là anh em chúng tôi đang đứng ở trong một cái khoảng không gian thông tầng. Đấy, thì đôi khi khả năng là nhiều người cũng đoán là đây chắc là căn duplex, không biết có phải không, chúng ta tiếp tục theo dõi nhé. Đấy, anh em chúng tôi thì đang xem lại cái chuyến đi Nhật vừa rồi này. Đấy, căn cái công trình này thì hình như là cũng có một cái khoảng không gian sân vườn Nhật, đúng không? Vườn trên mái. Đấy, thì không gian chúng tôi đang đứng đây thì là cái không gian phòng khách. Các bạn có thể nhìn thấy rồi đấy. Và phòng khách này thì lại rất là thú vị là tôi cũng chưa vào một cái phòng khách nào mà chơi hẳn một cái bàn bia ở ngay không gian phòng khách như thế này. Chủ nhà đam mê và có được diện tích. Đấy. Anh em kiến trúc sư đâm ra là cũng vẽ thêm ý thức chủ nhà vào. Cũng hay. Thường thì những không gian này là bàn ăn chẳng hạn. Bàn ăn chẳng hạn, nhưng mà ở đây là coi như là xác định là cái mục tiêu của chủ nhà là không gian này để tiếp đón bạn bè. Là không gian thư giãn. Đúng rồi, thư giãn. Thế là bạn bè đến là có thể vui chơi ở đây luôn. Vân vân. Đấy. Và một tầng này thì toàn bộ là đầy đủ hết. Tủ rượu các thứ rồi, ba mini rồi là tủ lạnh. Đấy. Và là phòng này là tầng giải trí ấy. Rồi cũng có rất nhiều bed brick. Đây chắc là cũng là một trong những cái sở thích của chủ nhà. Những cái đồ sưu tầm. Nhìn cái không gian của công trình này, nhìn cái phong cách thiết kế hiện đại như thế này, thì anh đoán là gia chủ có lẽ là một người trẻ tuổi. Trẻ không biết có phải không? Hai vợ chồng đều trẻ. Cũng đều đam mê cái đẹp và có gu là gì, thích những tông màu tối. Toàn bộ là thích màu tối. Đấy. Nên trong nhà này anh tí nữa đi khắp cả căn công trình này là cũng đều màu tối. Đa phần là trần. Đây bên chỗ này đây là
À, đây không phải là đá mà đây chỉ là một cái vật liệu PU giả đá. PU giả đá. Đấy. Và cái này nó có ưu điểm là nó rất là nhẹ. Nhẹ, dễ thi công mà lại bền. Dễ cho ốp vào tường như này. Nghe cái tiếng là chúng ta thấy là ở bên trong nó rộng. Anh thấy phòng khách trên này thì toàn bộ là không gian trước và sau thì hai bên đều là thoáng. Ừ. Đằng trước thì đều có ban công và trồng cây, đằng sau cũng có ban công. À. Thì không gian trên này rất là thoáng. Khi mở cửa ra hút xì gà hay hút thuốc chẳng hạn là đều thoáng đi hết. Rồi. Ở đây thì có một cái ưu điểm nữa là cái không gian thông tầng ở đây làm cái độ cao anh nghĩ là khá là hút mắt. Được 7m. 7m. Và ở đây em dùng nhiều cái đường uốn lượn. Nó làm mềm không gian mềm lại. Và cái đặc biệt ở cái trong cái chỗ đắp lách này thì nó là cầu thang xoắn này. Ừ. Đó, nên anh nhìn thấy em không gian nó rất là nhìn mềm mại và nghệ thuật. Nó rất là có một cái tính gì đấy nghệ thuật. Còn bình thường là người ta có thể làm cầu thang bằng bê tông, đổ bậc đi thẳng lên chẳng hạn. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì là em dùng cầu thang bằng sắt. Thang sắt và ở bên cạnh này là kính, kính tối màu. Toàn bộ kính này thì đều là kính cong hết. Đó. Còn cầu thang này mình đi tới nơi cái là nó chạy sáng đuổi theo. Em cũng làm cái sáng đuổi. Đấy. Các bạn thấy hay không? Đấy. Nó có cảm biến ở phía dưới, cứ người đi lên đến đâu là ánh sáng đuổi chạy theo. Sáng đuổi chạy theo. Còn lên tới trên thì nó lại dắt dần chạy xuống. Xử lý những hệ tủ thế này, tủ rượu thì là tận dụng góc của cầu thang. Đó, bình thường góc chết này thì là người ta hay để mấy cái đồ linh tinh hoặc tủ nhỏ vào. Thì đem đóng luôn cái tủ cong mà. Thì nhìn nó đồng điệu luôn với cái mềm của cầu thang này. Đó. Đây cũng là đấy, nhìn hệ rượu toàn là các cái chai vang sủi Scabian Ray của Ý. Dòng này thì trong một vài năm gần đây là cũng đang làm rất là mạnh ở thị trường Việt Nam và được các bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là các bạn nào mà hay đi bar club. Đi bar club và tham gia mấy festival đấy. Đấy, nhạc hội các kiểu là rất là thích mấy dòng này. Quay về phía diện TV thì có một cái vách thông tầng. Toàn bộ là được sử dụng là gì, là dùng ốp bằng gạch, gạch của Ý, dùng với Milan. Đi, chắc là anh em mình sẽ dẫn quý vị khán giả lên khám phá không gian ở phía trên tầng trên nhé. Và không biết là các bạn đoán xem là ở trên tầng trên này thì nó sẽ là không gian gì. Khách đến ở dưới nhà và đứng từ trên này cũng có thể quan sát. Đây, ở đây chúng ta cũng có một cái tầm view khá là thú vị này, các bạn hãy nhìn xem. À, đây là không gian phòng ngủ. Đây là phòng ngủ master. Phòng ngủ master của hai vợ chồng là ở trên này luôn. Trong không gian này thì gần như là anh thấy cái thiết kế của em đang làm nó khá là đơn giản, hiện đại và giúp cho người gia chủ khi mà vào trong cái không gian này thì gần như là không có một cái giải phóng hết tất cả những cái stress. Tương đối thư giãn đấy. Và một điều đặc biệt ở trong cái phòng này ấy, thì em muốn giới thiệu với anh Đức là cái chiếc đệm này ấy, thì đệm là này. Chiếc đệm mà chữa bệnh được. Chữa bệnh được. Nghĩa là những là người mà mất ngủ kinh niên cứ nằm lên là có thể ngủ được. Mất ngủ kinh niên, nằm lên lại ngủ được. Là ngủ được. Anh biết lý do tại sao không? Anh phải muốn biết tại sao thì chắc lại phải xin chủ nhà là ngoài review thì cho mình ngủ thử đêm xem là có đỡ mất ngủ không. Cái đệm này thì là cái giường này là king size 2m x 2m2 và đệm này là cao 23 phân. Đó, là mua của nhập khẩu bên châu Âu. Đó, nhập khẩu châu Âu. Nhập khẩu châu Âu. Đấy, thì anh có thể để anh xem qua. Là đệm gì mà bao tiền hả em? Em vừa bảo bao tiền? Gần 300 triệu. Gần 300 triệu cái đệm này. Dã man, đầu tư nhờ. Đúng là bây giờ những người giàu có không chỉ là người nhiều tuổi nữa mà các bạn trẻ tuổi cũng rất là đầu tư chăm sóc cho giấc ngủ của mình. Bây giờ các bạn rất biết hưởng thụ. Đó. Đây này, chỉ riêng về cái bề mặt chăn, ga chăn. Rồi gối ở đây là sờ thôi là đã thấy nó khác rồi. Đây là cái bề mặt tencel. Đấy, nó rất là mềm mịn. Cái này nhìn là biết là đắt tiền rồi. Delavis, đây là hãng. Đây là Delavis. À, đúng rồi.
Đấy, vải Tencel này thì còn có những cái tính năng thấm hút cực tốt, do đó là không bị cái mùi hôi khi mà chúng ta sử dụng. Đấy, và thường thì những cái khách sạn 5 sao đấy, thì người ta mới bắt đầu sử dụng những cái vải Tencel như này thay cho cái vải cốt tông thông thường. À, đúng rồi. Đây này. Dunlopillo của Đệm Sinh Luxury phân phối. Đây là cái dòng Dunlopillo TW Latex. Cái đệm Dunlopillo này thì làm từ cao su nguyên khối 100% thiên nhiên và nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu. Đấy, sản xuất bằng cái công nghệ Tala Silverway này. Đây là cái công nghệ gần như là hiện đại tiên tiến bậc nhất hiện nay. Đây là cái công nghệ độc quyền của Dunlopillo, sản xuất được những cái tấm bọt cao su có cấu trúc đồng nhất và đồng đều từ trong ra ngoài, khác biệt hoàn toàn với những cái phương pháp truyền thống của đệm cao su là từ ngoài vào trong. Với cái công nghệ này thì nó sẽ giúp cho người nằm nó sẽ giữ thẳng được cột sống này, rồi tạo những cái giấc ngủ ngon, kháng khuẩn, kháng độc, không có mùi từ cao su. Đấy, thì anh nghĩ là đấy là lý do mà cũng xứng đáng bảo là cái đệm này nó tạo ra cái giúp cho những người mà mất ngủ thì lại có một cái giấc ngủ ngon trở lại. Đấy. Anh nghĩ là đây cũng là một cái sự đầu tư xứng đáng thôi. Đầu tư vào sức khỏe và chăm sóc vào chính bản thân thì nó là đầu tư dài hạn và tốt nhất mà. Ngoài ra thì trong cái không gian này còn cái gì nữa không hả Quý? Là vì anh chưa thấy cái phòng vệ sinh nào từ dưới... Cái vệ sinh phòng khách ở dưới kia rồi. Vệ sinh phòng khách là gần cái chỗ bia. Còn phòng ngủ master phải có phòng vệ sinh riêng. Đó, thì chắc là anh cũng chưa nhìn thấy cái cửa nào ở đây đúng không? Anh nhìn kỹ. Chắc là đâu đây? Đây nhìn có hơi có một tí cái vết cắt. Nhưng mà đây là do kinh nghiệm của bản thân thôi. Bởi vì là để thêm cái thảm để chùm chân đây nữa. Đúng ra rồi, là mình biết đấy. Cái cửa ở đây. Đây là một cái cửa âm đi liền hệ bách ốp gỗ của An Cường này. Đấy, thì đâm ra là nhìn nó như một cái bức trang trí bình thường. Còn đi vào trong này thì nó là một cái nhà vệ sinh. Thì bây giờ em mời anh vào trong này nhé. Wow, hay quá. Đây, xin mời các bạn vào đây. Đây. Đây các bạn. Chà, nhìn cái không gian ngoài này nhìn như là resort nhỉ? Như một cái resort mini. Wow. Đầy đủ bồn tắm và vách tắm đứng. Đấy, ở đây lại trồng các cái hàng chuối. Rất nhiều những cái cây tắm như thiên nhiên bình thường. Và đặc biệt là đây là một cái không gian ở ngay giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội. Mà ngay giữa ở trong một căn nhà thì nó mới là lợi hại. Đấy, các bạn đã dần đoán ra được cái không gian của công trình ngày hôm nay mà Hoàng Đức giới thiệu cho quý vị và các bạn chưa? Đấy, đây nhá, chúng ta có tất cả mài bê tông, toàn bộ cái này chắc là cũng phải đặt riêng nhỉ? Cũng đặt riêng đúng không em? Yeah. Thấy diện tích rồi tất cả các thứ nó rất là vừa vặn với cái không gian này. Lavabo đều là đúc nguyên khối, cũng là đặt riêng hết. Bên này là cái không gian tắm đứng. Làm đứng vào bên. Hay quá, cái cảm giác bước vào đây nhìn nó tách biệt với cả không gian khác. Đúng rồi, nó mang một cái sắc thái khác, một cái cảm xúc khác. Đây, mệt mỏi căng thẳng về mà chỉ tắm một cái mà chui đây là cảm thấy người cảm thấy thoải mái ngay. Hay quá. Tôi tin chắc rằng là cái công trình ngày hôm nay, đến khi mà chúng tôi bật mí cho quý vị và các bạn về cái diện tích của cái không gian này và cái bố trí như thế nào thì sẽ rất nhiều quý vị cảm thấy thích thú, là vì đây có thể gọi là một trong những cái bố trí về không gian, hoặc là có thể gọi là một trong những cái công trình mà có diện tích hay là cái không gian gần như là nó giống với những nhiều đa số, nó cũng đa là số, cơ bản đấy. Ừ, đa không số không có gì quá kinh khủng. Các quý vị khán giả mà đang sinh sống ở những thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn, chúng ta đến với một shop quần áo thu nhỏ ở ngay giữa không gian công trình này. Đây, tủ giày dép của hai vợ chồng đây ạ. Đây là một cái phòng working closet, phòng thay đồ. Đấy, bộ sưu tập kính của nữ gia chủ này. Kính và nữ bên trang. Đây là túi này, túi sách này. Chỗ này là của vợ hết này. Của bạn. Bên trong này lại là phòng
sông hơi khu vực thư giãn, sông ướt sông khô. Đây lại tiếp tục là cái khu vực tắm nữa, chill nhỉ. Chính ra là nhà này gần như là quý bố trí đầy đủ các công năng hết. Này, tắm nó cũng nhìn ra ngoài trời, kéo ra một cái là thành ra lộ thiên. Nhà hàng xóm thì nhìn vào được. Đây lại có một cái phòng ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Phòng ngủ đây là dành cho khách, bạn bè đến chơi nhà. Đây thấy là tông màu thiết kế cũng toàn bộ là tông màu trắng. Không có gì sáng cả. Bạn bè đến như này là ngủ như này là chu đáo rồi. Thế là nãy giờ anh chưa thấy cái không gian phòng bếp đâu cả. Toàn bộ chỉ mới đang thấy là phòng ăn chơi ngủ nghỉ thôi này. Phòng ăn thì ở bên không gian khác. Thế bây giờ em xin mời anh là anh em mình xuống thăm phòng. Ok. Không gian bếp và bàn ăn ở đây. Ở đây thì anh lại thấy là em làm theo một cái style nó khác hẳn nhỉ? Vâng. Ở dưới này thì lại là Indochine rồi. Dạ vâng. Cái này thì do sở thích của chủ nhà. Đó. Nghĩa là vừa thích Indochine vừa thích hiện đại. Đâm ra khi thiết kế đâm ra là em phải giải bài toán là gì đó. Thôi thì dành cho không gian bếp. Đó là không gian dễ làm đẹp nhất của Indochine. Thì là tập trung dưới khu vực phòng này. Đây toàn bộ những cái đồ này đều là đồ của bên mình đóng à? Dạ vâng. Thì toàn bộ là gỗ mà em sử dụng là gỗ ăn cường. Và sử dụng một chút nữa là sồi Mỹ. Đó. Wow. Anh thấy là từ cái không gian ngủ ở trên xuống đến đây thì gần như là em sử dụng rất là nhiều cái đồ gỗ an cường trong cái... Dạ vâng. Nội ra là bên em làm thì từ trước đến nay thì đều toàn bộ là làm gỗ an cường. Không làm cốt thái hay là minh nông hay gì cả. Nhưng mà cái lý do là vì sao? Vì chất lượng hay là vì giá thành hay là vì như nào? Thứ nhất là gì là an cường thì có chất lượng và uy tín tương đối lớn. Đó, cái nguồn gốc gỗ người ta thì là đều là hàng tốt. Và qua quá trình em làm nghề thì khoảng gần chục năm thì cũng đều sử dụng toàn bộ ăn cường và cũng chưa có ai phàn nàn gì cả. Cái quy trình về về xử lý gỗ cũng tốt và cái đảm bảo được cái chất lượng của mình đúng không? Toàn bộ cái hàng ở đây. Đấy, thì anh thấy cái không gian bếp này cảm xúc nó khá là xưa nhỉ? Hay kể cả cái phần mặt bàn này cũng dùng một cái nguyên tấm gỗ. Tấm gỗ tự nhiên. Đúng rồi, chị em nào mà yêu nấu ăn là vào không gian bếp thì thích. Vì sao là rộng? Bếp rất là dài. Tha hồ. Vậy, đây là cái sàn tero. Để cho đồng điệu với cả kết hợp với cả gạch bông. Cái sàn này nó gợi lại rất là nhiều những cái ký ức. Hoài niệm. Hoài niệm. Đấy, và chưa hết đây. Quạt trần này, tất cả các cái chi tiết từ quạt trần này cho đến các cái hệ vòm như này. Đấy, kể cả những cái không gian vách ở đây này thì anh thấy là như bức tranh này chắc là chủ nhà có theo cái trường phái mật tông hay là gì đấy liên quan đến Phật ấy. Liên quan đến Phật giáo ấy, đúng không? Tỉnh bên Nepal về. Nepal. Bức tranh này vào đây nó rất là hợp không gian. Vì bức tranh này là phải decor riêng một góc này để đúng bức rồi. Tranh. Cái tranh này mà lại treo ở không gian hiện đại thì nó lại không ra được. Cái giờ đây là toàn bộ là tủ rượu hết. Khi chủ nhà vào thì là có một bức tranh rất muốn treo ở đâu. Thì đâm ra bên em lại phải gạt cái tủ rượu dài đi. Đó, lại thay phần đây phần decor chỗ này. Thế em lại chuyển cái tủ rượu lên tầng trên luôn. Dạ vâng. Đấy, đây lại có thêm một cái không gian khách nhỏ ở đây nữa. Đây bạn. Đây là khách phụ. Các bạn thấy sao? Indochine nhìn cũng rất là hoài niệm và gần như là có thể gọi là nó là một dạng trường tồn được với thời gian đấy. Nó không bị lỗi thời. Nhìn cảm giác lúc nào nó cũng thích. Và cái phong cách này thì gần như là cái màu gỗ là mình sẽ phải chuyển nó hơi sang màu đen đậm. Đen hoặc là nâu đậm một tí, đúng không em? Luôn là màu đậm. Gỗ đây đều là sử dụng gỗ đậm hết. Và cả cái hệ vách lam ở đây em cũng làm nó uốn cong rất là mềm mại theo những cái ngôn ngữ thiết kế. Tủ rượu cũng vòm mà toàn bộ hệ vòm. Trần phào cũng là đều vòm một chút. Thì nó đang theo là cùng một gu. Tất cả các chân từ ghế sofa đến chân ghế bàn ăn chẳng hạn thì cũng là đều vòm cong. Thì không biết là nãy giờ là đã có quý vị khán giả nhà to nào đã nhận diện được là cái khuôn viên không gian ở trong cái công trình này là như thế nào chưa? Các bạn đã dần mường tượng ra nó như nào chưa?
Đấy. Chắc là thôi không không vội bật mí, vẫn còn không gian mà đúng không em? Dạ vâng. Chúng ta lên không gian tiếp theo đi. Mời anh và các bạn theo dõi không gian vườn. Vườn mà. Sân vườn nữa, đúng không? Rồi. Giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta còn một cái không gian sân vườn ở đây nữa. Tùng La Hán này cũng là một cái góc có thể gọi là khá là Nhật ở đây. Và đây là một cái góc để trà chiều. Bây giờ tầm này của anh em chúng tôi đang ở đây là bây giờ là 3 giờ chiều. Rất nắng. Hơi nắng một tí. Đấy. Tuy nhiên thì cái không gian này mà tầm khoảng 5 rưỡi 6 giờ thì đây sẽ là một chỗ rất là chill, buổi tối cũng rất là chill. Đấy, đây các bạn hãy nhìn sang góc này. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái lối nữa, một cái cầu thang xoắn nữa để đi lên tầng trên. Để ăn ăn đồ nướng ấy. Ăn BBQ ấy. Ngoài trời. Thì thôi, bây giờ đến đây thì chắc là anh nghĩ là quý vị khán giả cũng sẽ biết được là cái công trình này nó như kiểu như nào rồi, thì anh em mình bật mí luôn đi. Công trình này thì cũng rất là phổ biến. Đấy, nó chỉ là con nhà phố bình thường chứ không phải biệt thự hay lâu đài hay gì cả. Đấy. Nhưng mà lên nhà to thì nhiều lúc là nhiều quý vị khán giả cứ hay mặc định luôn là nó cứ phải to, là hoành tráng. Tuy nhiên thì với một công trình, anh nghĩ là đây là một cái công trình mà sẽ rất là hay gặp đối với các quý vị khán giả mà đang sinh sống ở trong các cái khu vực trung tâm, đặc biệt là các thành phố như là ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Quý có thể cho một vài cái thông số đi, ví dụ là diện tích sàn của cái công trình này là bao nhiêu? Công trình này thì là diện tích sàn là được 100m2. 100m2 thôi nhá các bạn nhá. Mặt tiền thì 8m, chiều dài thì là 10,5. Đấy. Mà các bạn thấy là nãy giờ có rất nhiều không gian rồi đúng không? Và anh em chúng tôi chưa đi hết đâu. Là vì cái công trình này thì có tới tận 8 tầng, cao 8 tầng. Và cái tầng 1 thì là không gian để đỗ xe. Để xe. Chủ nhà để xe, nó là một cái là rất là thường thấy. Đấy. Đỗ xe ô tô, xe máy, xe đạp vân vân bỏ tầng 1, tầng 2 là không gian bếp đấy. Bếp và khách phụ. Rồi, tầng 3 thì là phòng ngủ của phòng các cháu. Phòng ngủ của các cháu. Đấy, và một cái kho. Rồi, tầng 4 thì bắt đầu là phòng thay đồ, phòng thay đồ, xông hơi và phòng ngủ khách. Đấy. Tầng 5 và tầng 6 thì là double deck. Double deck. Rồi, phòng mà chúng ta nhìn thấy bàn bia và phòng ngủ master thư giãn. Tầng 7 là đây. Tầng 7 này thì là đây. Và là 8 là ở phía trên. Yeah. Wow. Một sự bố trí không gian thực sự là tôi nghĩ là chỉ có 100m2 thôi. Nhưng nếu nhân lên thì là đã là 800m2 rồi. Yeah. Cũng nhiều đấy chứ, cũng là nhiều đấy chứ. Ngang với một cái biệt thự khá là rộng rồi. Biệt thự lâu đài đấy. Thì tôi hy vọng rằng là qua cái công trình ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta mặc dù là không gian có thể không cần phải quá là rộng lớn, nhưng với một cái sự bố trí hài hòa và hợp lý thì chúng ta sẽ có được đầy đủ các cái công năng mà mình mong muốn. Yeah. Ở trong đáp ứng nhà tùy theo từng gia đình ấy. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như ở đây là nhìn thẳng sang bên này, các bạn thấy này. Royal City rất là nổi tiếng đúng không ạ? Ngay giữa trung tâm của quận Thanh Xuân. Đấy. Và đặc biệt là cái vị trí của cái nhà này thì ô tô lại vẫn là đi được vào ngõ. Thoải mái, hai ô tô tránh nhau. Thoải mái. Nhà mà có cái vườn này thoáng không anh? Quá hay, buổi tối mà trẻ lên con đây, lên trên này chơi hoặc là cắm trại chẳng hạn. Chủ nhà thỉnh thoảng là cũng cho cái lều kiểu bungalow lên đây. À để cho trẻ con có một cái cảm giác coi như không phải đi chơi nữa đúng không? Cũng ngủ ngoài trời như này luôn. Rất là hay. Rất là cảm ơn quý. Cảm ơn quý và Home for You. Vì hôm nay đã chia sẻ cùng với quý vị khán giả nhà to một cái công trình anh nghĩ là không phải là quá là rộng lớn theo theo một cái khái niệm về cơ bản, nhưng mà đây là một cái công trình theo anh đánh giá là có cái sự bài trí và tính toán rất là chỉn chu, và kể cả về từ thiết kế cho tới công năng. Đấy, và anh nghĩ rằng là đây là một cái để cho quý vị khán giả nhà to có thể tham khảo được, cực kỳ là hữu ích. Cảm ơn anh Đức nhà to và quý vị khán giả đã theo dõi
kênh Nhà To đấy, và cũng như là tham quan công trình của bên mình thiết kế và thi công. Ok em, rồi. Hy vọng rằng là sắp tới thì Home For You sẽ còn có thêm nhiều những cái công trình thú vị và hấp dẫn hơn nữa để có thể chia sẻ cho anh cũng như quý vị khán giả Nhà To nhé. Dạ bạn, ok. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ những suy nghĩ của mình về công trình này xuống phía dưới nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những công trình tiếp theo. Xin chào.